Hello, everyone, xin chào cả nhà. Hôm nay là hè đến rồi nha các bạn. Và đây là cái thú vui của ngày hè. Cái tiểu bang của mình ở thì nó khá là lạnh, cho nên mình không có thể tắm biển nổi. Cho nên mình set up cái hồ nhỏ nhỏ cho hai đứa con mình nó dọc nước chơi. Thỉnh thoảng mình cũng ghé được. Lấy cái tấm ra, Ừ, mình phải lấy ra chải. chải lên. Hả? Lấy ra chải. Cái bề xanh lên trên thôi. Bể nào cũng được. Mình để kéo cái hồ quăng bên cái nè. Nổi không? Mình mới mua cái hồ tắm cũng khá rộng mà cũng vừa cái khu vực của mình thôi, chứ nó không cái chỗ chấm của mình nó không có bự lắm, Hồ đó đủ cho gia cho đình nên mình chỉ 4 người ạ. set up cái hồ mình set up cái hồ 12 feet à. Ủa còn đây là cái món đồ đặc biệt nữa nè quý vị biết cái này là cái gì không? Nhìn thấy là biết rồi, cái này là cái mền. Mình mua lâu lắm rồi mà mình không có bao nhiêu, không phải mình trước hồi đó mình có xài nhưng mà để này 5 năm rồi không có đụng tới luôn quý vị, tại vì nó dày quá. Nhưng mà nó rất Im. im cho cái Im. hồ, tại vì cái hồ của mình là nó làm bằng cao su, nó khá là mỏng. Cho nên nó nằm trên cái miếng đan này nè. Miếng xi măng này mình phải trải cái miếng ở dưới rồi mình phải trải, nếu mà không có cái mền mà các bạn bỏ thì có thể dùng cái mấy cái khăn cũng được. Trải cái khu vực nào mà giống như này là nó xi măng nó rất là nhám. Mà nếu mình không trải cái gì chêm độn thêm á thì mình tắm cho mình đạp mình lội lội nó dễ bị lủng cái hồ lắm. Bự không? Cái này bự không? Khá bự à. Đủ cái hồ không? Mình đổ cái khu vực xi măng này thôi. Ủa vậy hả? Chứ phải lót bên cỏ Mình hả? đã bên cỏ không cần. Ủa vậy hả? Sau kéo nó bưng nó qua đây đi. Lâu rồi đó. Đây, hai người bưng cho nó dậy. Rồi nặng quá nha. Nặng chứ bằng sắt mà. Đây ha. Để đứng đi, để đứng Đây đi. nha. 12 feet ta. 12 feet thì nó không có bự lắm nhưng mà đủ để mình lội nước chơi quý vị. Cho mát mẻ ngày hè. Nhưng phải để nó dài xuống. Dậy xuống à. Ừ, để dài xuống mình lôi nó ra nó dễ hơn. Mình bị lùng. Đây này là cái tấm cái hồ nó là cái gì, nó là cao su bằng mũ kiểu này, mình phải gắp cái sườn trước, Mình phải giữ cái thùng mình phải lại. giữ giữ cái thùng lại để sau khi cuối mùa rồi để mình tháo cái mình bỏ cho vô thùng cho nó gọn. Chơi được có chừng 2 tháng hè thôi. Quyền chân nó phái lắm, nó chờ không dài mà mình không có rảnh ghép cái hồ cho nó. Dưới bên mình trời ấm năm nay trễ quá. Năm trước là lên trăm mười mấy độ, mấy tháng 6 mà lên 115-16 độ quý vị, mà năm nay tới tháng 7, gần giữa tháng 7 rồi còn có tám mấy à, nên 80 mấy thì đúng ra nó khá lạnh. Cái Cái đế nó dày nhưng mà nó, mình cũng phải này có cái gì thêm để mình bảo vệ nó chứ. Cái giống như cái mền gì nè quý vị, là giúp ít ít nó nhiều lắm á, nè. Giúp không cho mình sử dụng lâu lâu chút. không có cái mền nó lủng mao lắm đâu quý vị. Rồi, là bỏ cây vô hả? Ok các bạn, bây giờ mình sẽ xỏ mấy cái cây này vô, đi một vòng cái dòng ở trên là bắt đầu mình gắn cái cây đứng lên, mình gắn cái này vô trước đi. Cái này gắn vô. Đừng xây chặt cái lỗ. Trời. Vậy đó, cái này là bắt đầu mình gắn như này nè. Đó, ủa này làm dễ gắn không ta? Dễ nha, dễ hơn hồ cũ. Làm rồi dễ gắn à. Cái xỏ đi vòng á. Cái đi vòng. Xui chịu vậy. Để anh đi chiều này coi hồi anh có đi ngược hay. Nó khô rồi, nó khô rồi, nó chùm. Bữa nào em ra em cắt đem vô nhà cho anh thơm. Cái mấy cái bông lavender của mình nó chỗ hết rồi quý vị, nó thơm phức à, mà nó khô rồi, có mớ thì nó khô rồi, cho nên đụng nó là nó bị rụng. Ráp cái vòng cung vô xong rồi quý vị, bắt đầu mình mới chỉnh cái hộ mình muốn nó nằm ở đâu. Giờ là coi như mình nhét người để làm đại khái thôi. Cái này là hồ bơi của nhà nghèo đó đó cả nhà Em này hồ bơi của nhà nghèo nha quý vị. ơi. Hồ bơi của nhà giàu là đặt cố định. Mình đã đặt cố Người định, ta có mái che nữa. có máy che, có máy nóng, Để ở còn trong mình nhà là hả?
cái này gọi là đồ chơi, trò chơi của nhà nghèo. Dựng lên xong rồi đem dẹp. Như nó đưa thiếu mà. Kìa, viết cho con kìa, đạp lên kìa. Tôn đi nè. Đã đủ rồi phải không? Kéo qua ha. Lần qua, em lần đây thì em lần cái dưới của em á. Ô cái này hả? Em kéo nó xích tới hả? Em kéo lần điểm chút không? Vì nó không ấy cho nên cái cuối cùng nó khó vô đó. Nó thiếu miếng mũ hả? Cái cây gáp cái hồ là cái cây cuối cùng, là cây khó vô nhất cái nhà quý vị. Okay. Tại vì mình phải căng cái miếng mũ vô đồng, nếu không nó khó vô lắm. Hơi bị chẹo rồi đúng không? Thì cái cọ em hạ xuống chút, em hạ xuống. Phải lên chứ. Thấy không? Lên dễ vô hơn phải không? Chắc mình làm cố gắng được. Tại nãy em dỡ lên nó chèo chứ. Nãy giờ dỡ cao cái nó vô lên nó sụp vô luôn. Cái cuối cùng là cái khó vô nhất nha quý vị. Rồi. Nhưng mà mình lần cái miếng mũ mình cho nó đều á thì nó sẽ vô được. Mình chỉnh cho nó hồ nó đều, mình muốn để đâu. Đó. Vậy phải không? Cái này gì? Cái máy bơm đâu? Máy bơm nằm bên này. Rồi. Ok, để hạ cái xuống. Cái này được đây. Để hạ xuống đây đi. Chắc mình phải dời chậu bông quá em. Rồi để xuống đi. Dời chậu bông xích vô miếng. Nên mình nè, phải dời cái chậu bông này quý vị. Xích vô hả? Chịch dở lên, dở lên trên thềm luôn. Cho lên thềm. Cho lên thềm chơi đi. Ưu tiên cho cái hồ vài tháng. Nhẹ nhẹ gãy bông. Làm gì đó? Làm gì mà đâu biết làm gì. Trời ơi, không biết làm xây này để làm gì. Xây cái vòng này cho nó bằng đây nè. Ok, chút khó chưa? Ok, vậy đó. Vậy rồi ha. Vậy em gắn cái chân vô luôn. Mẹ ráp hồ cho con chơi. Ráp hồ cho con chơi nè chứ gì. Không phải hổm nay con mong chờ hổm sao. Ôi, em bỏ trong cái sợi dây này nè. Ô, phải bỏ ở trong đây. Ủa, nó đỡ vậy thôi, nó không có cái con kia bấm vô ha. Đỡ vậy ha. Vậy hả? Rồi, bây giờ gắn chân vô xong là xong. Chắc phải đỡ bên này cao cao lên để bên đó dễ gắn nè. Yeah. Yeah, put a leg in. Rồi, đứng lên, ngon lành. Thấy hình như cái mẫu này dễ ráp hơn mẫu trước mình mua á. Cái này dễ ráp. Cái hồi kia của mình, cái cây này rất là bự. Cái này nhỏ ha. Nhỏ hả? Nhỏ mà đứng được rồi, được rồi. Rồi, cái chân cuối cùng vô. It's a swimming pool. Bây giờ phiêu nước vô. Chỉnh cho nó đều lại quý vị. Ôi ơi, bông rụng vô đây rồi. Nhỏ hơn. Nhỏ hơn hả? Nhỏ. Bự hơn. Bự hả? Vậy đó, hình như mẹ thấy bự hơn. Sao mình chấp nhận nhỏ hơn? Bự hơn. Bự thấy bự hơn mà. Bự hơn. Phải không? Cái này bơi đã luôn. Mình phải chỉnh cho nó đều lại. Nếu không mình phiêu nước vô là không có còn dời đi được nữa. Mình phải chỉnh chỗ nào, mình phải chỉnh chỗ nào mình ưng ý nhất đó quý vị, rồi mình mới phiêu nước vô. Chứ không mình đổ vô chút mình cũng không có kéo nó đi được. Chắc cho về bên đó một xíu được không anh? Đã bị vô nước cái em sợ nó phình ra đây nè. Phình vậy nè. Lấy đầu chim. Ủa, cái này mình kéo lên đây đi. Cái đó nãy kéo lên đó đó. Rồi giờ nó tụt xuống. Chỗ... Lấy cái khăn thì em kiếm mấy khăn chìm ngay góc đó đi. Khăn hả? Lấy mấy cái khăn bàn bự bự đó mình chìm ngay góc này nè. Mình gắp cái lại cái hậu, giờ cái đít nó bự quá quý vị. Giờ nó thiếu cái độ êm chỗ này nè. Cho nên mình phải chảy thêm mấy cái khăn chỗ này để mình chìm lại. Nếu không mình đi với cái sỏi này nó sẽ bị lủng hậu. Look really good hả? Yes. Yeah. Yeah, it's really looking good. They say it's supposed to be better grade than the old one. Phía bên này cái hồ là họ có làm cái ống cho mình cái nước nè quý vị. Vòng vòng đây là có mấy cái ống họ gắn sẵn để mình xả nước với mình cái gắn cái máy bơm. Giờ đây là cái thành phần kế tiếp là mình phiêu nước vô nha quý vị.
Rồi em mở nước cho anh đi. Yeah, we go. You want to hold the hole? Tròn. Hold for a little bit. Con cầm đây cho tới cái hồ đầy. À, cầm cái hồ này khoảng tới chiều rồi, không sao hết. Vậy đi cạnh đỡ đi, ba kiếm cái đồ ba dặn nó xuống để nó chạy. Ba nói giỡn thôi, con cầm xíu rồi ba đi lấy đồ ba dặn đó. Chắc cỡ 4 tiếng mới đầy á. Rồi bây giờ bắt đầu mình trong thời gian này mình đi gắn mấy cái máy bơm vô nha quý vị. Em mới để máy bơm cho anh đó. Đây là cái máy bơm, máy bơm của cái hồ. Cái hồ này nó bán, nó không có cái máy bơm cho mình, tại vì nó bán cái hồ không mà. Cái máy bơm mình là cái máy bơm của cái hồ trước, mình còn lại mình có hai cái. Bây giờ bắt đầu mình sẽ gắn cái dàn máy bơm vô. Rồi giờ đây đã xong, mình đã connect xong cái máy bơm của mình rồi quý vị. Thật ra nó phức tạp quá, nó tốn nhiều thời gian quá, mình không có quay từng chi tiết cho các bạn xem, nhưng mình quay cái chế độ cái động hoàn tất. Đây là cái solar của mình để chạy nước móng, nó bơm nước nóng vô ở trong hồ. Còn đây là cái máy bơm của mình lấy một ống trên một ống dưới để mình hút nước vô, cái mình thổi ra bên này qua bên cái máy này. Cái số này là cho nó thổi chỉ vô hồ, tại vì nó có cái lọc luôn. Theo mình cái kinh nghiệm mình có đâu các bạn, là lúc mình mấy cái hồ bơi bằng mũ như vậy, mình không nên là phiêu nước đầy cùng một lúc. Mình chỉ phiêu tới một chút xíu gì để thôi, tới cái chỗ mà cái mối nối của nó, để mình kiểm lại coi nó có chảy hay không. Là mình, nếu mà không chảy mình mới bắt đầu mình fill up tiếp. Hiện tại là mình fill up tới cái mối nối của nó là ngay chỗ cái đế này với cái thanh trên đi xuống vậy nè. Chỗ cái mối nối của nó là nó bị chảy cái gì, nó chảy ngay chỗ này. Bây giờ mình phải đi chợ mình mua cái keo, nó kêu là flex tape, mình mua cái đó về để mình dán nó lại, rồi bắt đầu sau khi dán xong mình mới tiếp tục mình fill up tiếp. Tạm thời là bắt đầu mình ngừng một chút. Giờ đây các bạn, đây là cái cuộn băng keo waterproof tape. Mình hồi trước mình xài cái loại flex tape, mà cái loại này waterproof của T-Rex cũng work ok ok, cũng dùng để dán mấy cái hồ nước đồ bị chảy nè. Mình dùng cái loại này cũng được. Quanh mới liên lạc với cái chỗ bán cái này nè, bán cái hồ nước này. Họ cho mình đổi lại, nhưng mà mình thấy cái công mình sáng giờ mình bỏ ra mình gáp lại, bây giờ thêm nước ở trong này, bây giờ mình đổ nước ra rồi mình gáp cái hồ lại để mình đi trả, nó tốn công lắm. Thôi để dán cái lỗ lại xài luôn, cái lỗ chút xíu à, không bự lắm. Mình cắt nó một đoạn dài cỡ này, tại vì nó lủng hai khoảng nè, mình cắt dài nó cỡ 4 inch, cỡ 4 inch mình cắt nó một đoạn vậy, mình dán nó vô. Dán cho hai lỗ nó vô một miếng này luôn. Nó có bị keo này có hai mặt, đặng cái lớp dưới này nó dính dữ lắm. Mình chỉ gỡ cái miếng này ra thôi. Xong rồi mình sẽ in vào cái chỗ bị gắt này. Nó dẻo cái keo này, nó dẻo dữ lắm các bạn. Mình chỉ in nó xuống, mình dán là vậy, khi mà nó dính nó xong đó, mình đổ nước vô liền được, không có cần chờ không gì nữa. Bây giờ mình cho mở, mình để đi thôi, chờ nào nó đầy ra mình tắt. Mình đoán chắc cũng cỡ 3 cỡ 4 tiếng đồng hồ mới đầy. 3 tiếng, cỡ 3 tiếng à. Cái hồ này chắc cỡ 3.000 gallon á. Mình không có đọc tin tức coi bao nhiêu, nhưng mình đoán nó khoảng 3.000 gallon. Rồi sau khoảng 3 tiếng, mình đoán chắc khoảng 3 tiếng rưỡi đó các bạn, để fuel đầy cái hồ nước này. Và bây giờ mình bỏ thuốc tẩy vô nữa là xong. Mình xin dừng video của mình tại đây. Chủ đề video của mình nói về lối sinh hoạt và thú vui của gia đình. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của mình. Xin chào các bạn.